Treo đồng hồ ở những vị trí đại kỵ này, bảo sao nghèo sơ sát, làm mãi không giàu, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong phong thủy, các lý thuyết chính đều nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa môi trường và con người. Hai yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau, cái này thay đổi cũng sẽ dẫn tới sự thay đổi của cái kia và ngược lại. Các yếu tố từ môi trường xung quanh như đất, không khí, ánh sáng mặt trời, nước, mây, đường bộ, nhà ở và những yếu tố vô hình khác đều có ảnh hưởng nhất định tới bất kỳ ai. Trong phong thủy nhà ở, chúng ta thường chú ý tới cách thức để bài trí, sắp xếp các vật dụng sao cho hợp phong thủy, cân bằng được âm dương trong môi trường sống của mình. Nhưng có lẽ ít ai biết được rằng vị trí của chiếc đồng hồ đặt trong nhà ra sao cũng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của gia chủ và các thành viên trong gia đình nếu không được sắp xếp hợp lý. Vậy khi treo đồng hồ nên chú ý những vị trí nào và chú ý những điều gì để không phạm phải điều cấm kỵ trong phong thủy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, kim đồng hồ treo tường luôn di chuyển tuần hoàn, liên tục, đều đặn và không ngừng. Theo quan niệm của phong thủy, tiếng kêu nhịp nhàng của con lắc đồng hồ sẽ giúp ngôi nhà của bạn tăng thêm luồng sinh khí tốt lành. Trong khoa học phong thủy Đông Phương, mọi đồ vật ở thể động trong nhà đều ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở. Đó có thể là những tác động tích cực làm sinh sôi vận khí hay ngược lại. Do đó, khi treo đồng hồ trong nhà, cần chú ý tránh một số điều cấm kỵ sau đây. Không treo trên cửa sổ. Cửa sổ là một trong những vị trí không được treo đồng hồ. Theo quan niệm xưa, chữ zhong trong tiếng Trung Quốc của đồng hồ có nghĩa là kết thúc. Vì vậy, nếu treo đồng hồ trên cửa sổ, mọi nguồn năng lượng tốt lành vào nhà qua đường cửa sẽ dễ bị chặn lại. Gia chủ sẽ luôn hỗn loạn và cảm thấy thời gian trôi đi vùn vụt, nằm ngoài tầm với. Áp lực vì thế sẽ dâng cao. Không treo trong phòng ngủ, trên đầu giường. Ngoài một vị trí kể trên thì trong thực tế vẫn có nhiều người thiết kế, đặt và bài trí đồng hồ trong phòng ngủ, có thể là đầu giường hay phía cuối giường tùy theo ý muốn cá nhân. Số còn lại thì rộng rãi hơn, họ có thể treo đồng hồ tại bất cứ đâu, bất cứ phòng nào trong ngôi nhà của họ, thậm chí là tất cả các phòng. Vậy đó có phải là điều nên làm hay không? Giải đáp cho câu hỏi này, quan niệm phong thủy cho rằng khi treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là vị trí đầu giường sẽ vô cùng bất lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực, không tốt. Việc cầm tấm bia đặt lên trên phần mộ. Bởi lẽ, cách treo đồng hồ như vậy sẽ đối nghịch với sự trường thọ của chủ nhân, gây tổn hại đến sinh khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ con người. Chính vì vậy, người ta rất hay kiêng kỵ việc treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là phía trên đầu giường, thậm chí là chỉ đối diện với chiếc giường, vì nếu kê đặt như vậy sẽ tạo ra không khí u buồn, lãnh đạm, tẻ nhạt. Nhưng nếu xét cho cùng, muốn treo đồng hồ trong phòng ngủ của mình, bạn cần phải tuân thủ theo một nguyên tắc nhất định và nên tránh đặt ở các vị trí đầu, đối diện hay phía cuối giường, còn các vị trí khác có thể chấp nhận được. Tránh để mặt đồng hồ quay vào trong nhà. Một điều đặc biệt mà bạn không thể không chú ý đến đó là vị trí đặt đồng hồ. Khi treo đồng hồ thì lựa chọn vị trí kê đặt và sắp xếp phù hợp là vô cùng quan trọng. Cần phải xem xét thật cẩn thận, kỹ lưỡng, tránh việc tiện đâu đặt đó, thích đâu bày đấy. Bởi lẽ, nếu treo sai vị trí, phạm phải những vị trí không hợp, kiêng kỵ sẽ mang lại những điều không may, trái với mong muốn gia chủ. Theo đó, xét về góc độ phong thủy, vị trí đặt tốt nhất là nên để đồng hồ hướng ra ngoài cửa chính hay ban công, chứ tuyệt đối không kê theo hướng chiếu ngược vào trong nhà. Như vậy sẽ làm đảo ngược quỹ đạo cho ngôi nhà của bạn. Mặt khác, khi nhà vắng người thì không gian căn phòng sẽ trở nên rất yên tĩnh, im lặng, trống vắng.
Cho nên nếu đặt đồng hồ theo đúng hướng thì vẫn sẽ tạo cảm giác tràn đầy năng lượng và sức sống cho căn phòng. Khi đó, con lắc đồng hồ vẫn không ngừng dịch chuyển, đung đưa nhịp nhàng theo giai điệu thúc đẩy và tăng cường vận khí vận hành, tạo cho bạn một cảm giác ấm áp hơn. Tuyệt đối không treo đồng hồ đối diện có chiều hướng vào những đồ vật có hình dáng giống nó hay hình bát quái. Đặc biệt cần nhớ kỹ, tuyệt đối không treo đồng hồ đối diện có chiều hướng vào những đồ vật có hình dáng giống nó hay hình bát quái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của gia chủ, tạo cảm giác khó chịu, ức chế, sẽ nổi nóng và bực bội trong người. Đi treo đồng hồ trong phòng khách. Đặt treo đồng hồ trong phòng khách nên chọn nơi có phương vị thanh long là tốt nhất. Đây là vị trí hướng về bên trái tường của phòng khách, tính từ phía trong nhà nhìn ra ngoài, không treo trên ghế sofa. Như bạn cũng biết, phòng khách với ghế sofa là nơi để con người tiếp khách, nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí sau những thời gian làm việc mệt mỏi. Chính vì thế, ta cần thả lỏng tâm hồn để tâm khí thoải mái, dễ chịu và tinh thần tốt, vui vẻ. Nếu như bài trí đồng hồ ngay trên đó sẽ dễ gây áp lực về tâm lý, tạo cảm giác không tốt, nặng nề cho người ngồi phía dưới. Kiên kỵ treo đối diện cửa chính. Phòng khách thường là phòng chính ngay khi bước qua cửa ra vào. Do vậy khi treo đồng hồ, kiên kỵ treo đối diện cửa chính. Kể cả các cửa khác trong nhà cũng không nên treo đồng hồ đối diện bởi vì những nơi này có sát khí truyền tới, còn đồng hồ có tác dụng đấu sát. Hai vật này gặp nhau sẽ khiến cho nhà cửa không yên. Nên đặt đồng hồ ở một bên cửa sẽ tránh được những điều xui xẻo. Không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà và kích thước không quá lớn. Đồng hồ là đại diện cho trời, thiên nên sẽ khiến môi trường mất tính ổn định khi có quá nhiều đồng hồ trong nhà. Và nếu sống trong một căn phòng bày quá nhiều vật dụng này, gia chủ có thể sẽ gặp nhiều rắc rối. Tùy vào diện tích, trong mỗi ngôi nhà chỉ nên có từ 2 tới 4 chiếc đồng hồ. Trong trường hợp phòng nào cũng cần thiết có đồng hồ thì bạn chỉ nên lựa chọn những loại đồng hồ nhỏ để bàn và đặt ở phòng khách một chiếc đồng hồ lớn. Đặc biệt, việc đặt những đồ vật chiếm nhiều diện tích trong một không gian nhỏ vốn đã là điều không nên. Hơn nữa, với chiếc đồng hồ có kích thước lớn, nó sẽ khiến căn phòng càng trở nên bí bách và những tiếng tích tắc của chúng sẽ càng gây nên những áp lực khó chịu, nhất là vào ban đêm. Không treo hai đồng hồ trong cùng một căn phòng. Gia chủ không được phép treo quá nhiều đồng hồ trong phòng bởi đó là những lỗi cấm kỵ trong phong thủy. Trừ khi bạn là thợ sửa đồng hồ trong nhà có thể treo nhiều hơn một chiếc. Còn trong các trường hợp còn lại, chỉ nên treo một chiếc đồng hồ trong mỗi phòng mà thôi. Treo quá nhiều đồng hồ trong cùng một phạm vi sẽ dễ dàng gây ra sự xáo trộn, bất an. Tiếng chạy của kim đồng hồ đôi khi nhiều gia chủ còn đặt báo thức. Điều này hoàn toàn không tốt chút nào theo quan niệm phong thủy học. Nếu bạn cần sự có mặt của nhiều hơn một chiếc đồng hồ, hãy dùng đến đồng hồ nhỏ để bàn. Tránh việc trang trí nhà với quá nhiều đồng hồ treo tường. Nếu đặt quá nhiều đồng hồ, khi chuông của đồng hồ đồng loạt kêu lên sẽ dễ tạo ra những âm thanh không tốt hay còn gọi là thanh sát. Điều này sẽ làm suy giảm tinh thần của chủ nhân cũng như tất cả các thành viên trong gia đình, tạo cảm giác luôn lo lắng, bất an, hoảng loạn cho người. Không treo đồng hồ đầu hay cuối giường ngủ. Treo đồng hồ tại đầu giường cũng giống như việc cầm tấm bia đặt trên phần mộ, mang ý nghĩa đối nghịch với sự trường thọ vĩnh cửu. Không chỉ vậy, tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm tối sẽ khiến bạn khó ngủ, lại càng hỗn loạn. Sát khí do kim đồng hồ tạo ra sẽ cũng gây áp lực không nhỏ nên vận may của gia chủ. Trong phòng làm việc, bức tường trên bàn làm việc cũng không nên treo đồng hồ, còn các vị trí khác nếu treo cũng không gây nên ảnh hưởng xấu nào. Không nên chọn đồng hồ có hình dáng kỳ lạ. Tuyệt đối không chọn đồng hồ có góc nhọn hay những hình thù sắc cạnh bởi nó có thể làm rối loạn luồng khí tốt di chuyển vào không gian nhà ở, gây ra nhiều bất lợi cho gia đình. Đồng hồ hình thù kỳ quái hoặc hình bát quái sẽ khiến tinh thần gia chủ bị ức chế, bực bội, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc cũng như con đường thăng tiến sau này. Không nên treo đồng hồ quá cao. Việc treo đồng hồ ngang tầm mắt không chỉ thuận tiện hơn cho bạn trong việc xem giờ, mà điều này còn đồng nghĩa với việc sự cân bằng và thời gian luôn thuộc sự kiểm soát của bạn. Đây là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì đồng hồ là tượng trưng cho sự trôi chảy của thời gian, đối nghịch với sự trường thọ và vĩnh cửu.
Vậy nên, bạn có thể cho nó ở những nơi ít quan trọng, tránh những vị trí trung tâm thu hút quá nhiều sự chú ý và tầm nhìn của mọi người. Đặc biệt, bạn không nên chọn đồng hồ làm quà tặng cho người khác, nhất là những người cao tuổi. Việc treo đồng hồ cũng nên được thực hiện dựa trên sắp xếp phong thủy để có thể đem đến tài vận tốt nhất cho gia chủ. Vậy nên treo nó ở vị trí như thế nào mới đúng theo phong thủy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình để biết được các vị trí treo đúng nhất theo tuổi của gia chủ. Tuổi Tý. Gia chủ sinh năm 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 nên treo đồng hồ trên bức tường hướng Đông Bắc. Tuổi Sửu. Gia chủ sinh năm 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 nên treo đồng hồ ở chính giữa bức tường hướng Bắc. Tuổi Dần. Gia chủ sinh năm 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 nên treo đồng hồ ở điểm hướng Bắc trên bức tường hướng Bắc. Tuổi Mão. Gia chủ sinh năm 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 nên treo đồng hồ ở góc tường phía Tây Bắc của bức tường hướng Tây. Tuổi Thìn. Gia chủ sinh năm 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 nên treo đồng hồ ở chính giữa bức tường hướng Đông trong phòng riêng. Tuổi Tỵ. Gia chủ sinh năm 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 chỉ cần có đồng hồ treo trong phòng là được, không cần chọn hướng. Tuổi Ngọ. Gia chủ sinh năm 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 nên treo đồng hồ ở góc phía Tây Nam của bức tường hướng Nam hoặc góc phía Tây Nam của bức tường hướng Tây trong phòng riêng. Tuổi Mùi. Gia chủ sinh năm 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 nên treo đồng hồ ở chính giữa bức tường hướng Nam trong phòng riêng. Tuổi Thân. Gia chủ sinh năm 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 nên treo đồng hồ ở góc phía Đông Nam của bức tường hướng Nam. Tuổi Dậu. Gia chủ sinh năm 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 nên treo đồng hồ ở góc Đông Nam của bức tường hướng Nam trong phòng riêng. Tuổi Tuất. Gia chủ sinh năm 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 nên treo đồng hồ ở chính giữa bức tường hướng Đông trong phòng riêng. Tuổi Hợi. Gia chủ sinh năm 1935, 1947, 1958, 1971, 1983, 1995, 2007 nên treo đồng hồ ở góc phía Đông Bắc của bức tường hướng Đông trong phòng riêng. Những nơi sinh hoạt chung trong gia đình nên treo đồng hồ dựa vào năm sinh của gia chủ như phía trên. Các vị trí treo đồng hồ khác có thể tùy ý gia chủ nếu cảm thấy thuận tiện. Nếu có bất tiện, có thể dựa theo năm sinh của các thành viên khác trong gia đình để đảm bảo phong thủy cũng như thuận tiện cho sinh hoạt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.